Chris Evans bối rối vì danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Tham gia chương trình The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Chris Evans cho biết danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 là niềm tự hào nhưng cũng khiến anh áp lực. Anh thường bị bạn bè trêu chọc vì điều này. Họ khiến tôi bối rối, danh hiệu ấy gây cho tôi một chút khó khăn. Anh hiểu ý tôi chứ? Giống như kiểu không ai trên phố thích danh hiệu của tôi. Họ cố tình bảo, này, cậu đã làm được, nhưng thực tế là đang cố trêu gẹo tôi, Evans trả lời Fallon. Tài tử Marvel còn được hỏi về đồng nghiệp Paul Rudd, chủ nhân danh hiệu người đàn ông danh hiệu quyến rũ nhất năm 2021. Khi nhận danh hiệu từ người tiền nhiệm, Evans đã gửi lời cảm ơn đến Rudd trên mạng xã hội. Anh đùa rằng bản thân gần như không thể tiếp bước Rudd với danh hiệu này, nhưng sẽ cố gắng. Chia sẻ cảm xúc khi nhận danh hiệu, ngôi sao từng thủ vai đại úy Mỹ cho biết mẹ anh rất vui và tự hào. Đây là điều mẹ tôi thực sự có thể khoe khoang, Evans bày tỏ. Trong khi đó, bà Lisa, mẹ của Evans, nói mừng nhưng không quá bất ngờ khi con trai chiến thắng. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.